Dạ vâng, em chào các bác. Clip này thì em lên sóng quay cho các bác xem có 10 cục đẩy ha. Đấy. Trong đó thì có 4 con đẩy Ramsa. Đây là dòng Ramsa QB9220. Đấy, những con này những con lớn ha, các bác có thể chơi được 2 cặp bát 30 của Nhật. Đấy, với cái trở kháng loa là 8 ohm ha, thì các bác có thể đánh được 2 cặp bát 30. Rồi, và ở dưới này thì em có 4 con đẩy Victor. Đây là dòng Victor 150. Đây, bên đây thì em vẫn còn một con QSC ha. Đây là con QSC 1622. Đấy, con này hôm nay em sẽ bán xả giá cho các bác mời đĩa mua ha. Rồi, đầu tiên là một con đẩy Nhật Yamaha. Đây là con Yamaha B2080. Đây, con này về nó mặt nó bị đốm đốm gì này các bác này. Đấy, phía trên mặt ha. Hai quan sát hai bên đây. Rồi, dòng đẩy 2 cân 2 volume này. Đấy, đây là cái nắp lưng đây. Đấy, nắp lưng thì cũng có xước sắt nhiều ha. Rồi, và tiếp theo là bên trong cái nội thất. Đây là bên trong ha. Một cái nguồn này các bác này. Hai tủ lọc. Và dòng này nó chạy 8 sò than. Đây, bên đây 4 con ha. Và bên đây 4 con nữa này. Đấy, 8 sò than. Và tất cả là nguyên xin nguyên bản hết. Rồi, và đây là phía sau của đẩy đây. Đấy, hai cái chân hai bên này. Rồi, con này thì điện 100 này. Đấy, 220W ha. Hai cầu loa đây. Trở kháng là từ đây các bác cùng xem này. 4 tới 8 ohm. Đấy. Mono là 8 tới 16 ohm. Rồi đường vào là 6 ly Canon. Đấy, bên B bên A này các bác này. Rồi con này thì các bác có thể đánh được những cặp loa Nhật bass 30 ha. Đấy, miễn là loa Nhật thì các bác chơi loa 30 rất là tốt. Đấy. Rồi con này là 2,4 triệu các bác này, giá là 2,4 triệu ha. Ghép vào hát karaoke thoải mái luôn. Đấy, 2,4 triệu là em bao ship con này. Rồi, và tiếp theo là cục đẩy QSC, con này hàng Mỹ nồi ha. QSC 1622. Con này dòng đời cao của hãng QSC. Đây, hai volume 2 cân này. Mặt mũi thì còn cực kỳ đẹp luôn, các bác xem qua ha. Đấy, nắp lưng thì cũng có một ít xước xước nhẹ nhẹ thôi các bác. Đấy, như vậy là quá đẹp rồi ha. Rồi, đây là phía sau của đẩy đây, đường vào là Canon hoặc là 6 ly. Đấy. Rồi, đây là cái tem cái thông số này. Đấy, chỗ này cũng có made in USA ha. Rồi, QSC made in USA các bác này. Và công suất là 500W 1 cân trên 4 ohm. Đấy, đi 100V này. Đấy, 500W 1 cân trên 4 ohm ha. Đấy, các bác đánh 8 ohm thì nó tầm 350W. Đấy, thì cũng cân được những cặp bass 30. Đấy, của Nhật, của Mỹ này các bác chơi tốt. Đấy, những cặp full 30 của Mỹ ha, thì các bác chơi con này. Đấy, rất là tốt luôn. Rồi, và em sẽ mở cái nắp lưng cho các bác xem. Cái nắp lưng thì nó nằm ở phía dưới. Đấy, cho nên là em phải lật ngược lại ha. Các bác thông cảm chờ em một xíu ha. Rồi, và các bác cùng xem đây. Đấy, cái nắp lưng thì phải lật ngược con đẩy lại các bác thì mới mở được. Làm khá là độc ha. Rồi, đây là bên trong nội thất đây. Đấy, con này thì cực kỳ mới rồi. Bên trong là đẹp như mới luôn ha. Đấy, dòng này dòng đời cao. Đấy, chạy nguồn sung các bác này. Tiếng cực kỳ hay ha. Những con này tiếng rất là nét luôn. Đánh khỏe. Và nó chạy 16 sò than nằm trong đây các bác này. Đấy, nó nằm trong cái vỉ trong đây này. Đấy, hơi khó coi ha. 16 con sò than trong đây. Đấy, các bác chơi full 30 cực kỳ căng rồi. Rồi con này em cũng xin báo giá cho các bác ha. Đấy, em cũng xin bán xả giá cho các bác con này là 5,5 triệu ha. 5,5 triệu con này là em bao ship này. Đấy, thị trường nó tầm 7,5 triệu, 8 triệu các bác con này này. Đấy, con của em cũng đẹp xuất sắc ha. Rồi, con này 5,5 triệu em bao ship này. Và tiếp theo là 4 cục đẩy Victor. Đây là những dòng Victor 150 này các bác này. 2 cân 2 volume ha. Một nỗi nguồn ở giữa đây. Đấy, đây là hai con ha. Cũng còn rất là đẹp này. Đây là hai con bên đây. Đấy, cũng còn khá là mới ha. Giá chỉ có 2 triệu mấy thôi. Là các bác có thể đánh được những đôi loa Nhật bass 30. Đấy, hoặc là đánh 2 cặp bass 20. Rồi, em mở cho các bác xem bên trong. Đây, bên trong nội thất này các bác cùng xem đây. Đấy, một cái nguồn lớn này. Và mỗi bên là 4 tụ ha. Hai bên là 8 con. Đấy, vỉ mặt thì tất cả là còn đẹp xin hết. Rồi, còn bên đây cũng vậy ha.
Dòng này thì chạy 8 sò than các bác. 8 sò than Toshiba loại lớn này. À, bên đây 4 con này. Và bên đây 4 con nữa. 8 sò than Toshiba. Rồi, và tiếp theo là phía sau của đẩy. Đấy, phía sau cũng còn đẹp hết ha. Nó có 4 cái cầu loa này các bác này. Các bác có thể cắm được 4 cái loa riêng biệt luôn ha. Đấy, 8 tới 16 ohm. Các bác đánh đây cũng từ 4 tới 16 ohm đó các bác này. Các bác đánh 4 cầu ha. Rồi, và em sẽ quay con này luôn. Các bác ghép hai cặp mà loa mà bass 20 á, các bác chơi được hai đôi với cái trở kháng là 8 ohm. Đây là hai con bên đây. Đấy, còn đẹp hết ha. Công suất không có đề các bác, điện điện 100V ha. Điện của nó 100V. Rồi, Victor 150, em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, mỗi con thì đợt này là 2 triệu 8 các bác. 2 triệu 8 một con ha. Là em bao ship. Đấy, 2 triệu 8 một con em bao ship. Đánh được một cặp 30 ha, hoặc là hai cặp bass 20. Hàng của Nhật. Đấy, hoặc là hai cặp Boss 301. Rồi, và tiếp theo là bốn cục đẩy Ramsa. Đây là dòng Ramsa QB9220 các bác. Đấy, dòng này thì cực kỳ khỏe rồi, chạy 16 sò than Senken 2 vít. Đây các bác có thể chơi được hai cặp bass 30 của Nhật ha. Rồi, đây là con số 1 này. Con số 1 đẹp này các bác này. Đấy, quay từng con cho các bác xem. Đây là con số 2 này. Đấy, số 2 cũng còn đẹp luôn ha. Con số 3 này các bác này. Con số 3 nó cũng đẹp mà nó dính mấy cái vết keo này. Đấy, dính mấy cái vết keo bên đây nữa này. Đấy, lâu chưa ra ha. Đây là con số 4 đây. Số 4 thì mất quai. Đấy, mất quai ha. Rồi, vậy em sẽ mở cho các bác xem bên trong cái nội thất của từng con. Đấy, con số 1 này. Nội thất màu rất đẹp ha. Rồi, và tiếp theo là con số 2. Đây, con số 2 đây. Tất cả là còn xin tuyệt đối hết. Rồi, và con số 3 đây các bác. Đây, con số 3 đây. Rất là đẹp ha. Vĩ mặt của nó là màu này, rất đẹp. Rồi, và cuối cùng là con số 4 đây. Đây, con số 4 đây. Rồi, các bác cùng xem từng con ha. Đầu tiên là con số 1 trước này. Đấy, dòng này thì chạy 16 sò than Senken 2 vít. Đấy, phí mặt rất là gấu ha. Một cái nguồn lớn này. Hai tủ lọc lớn này các bác này. Đấy, còn bên đây nữa ha. Sò nằm trong đây này các bác này. Sò nằm tít ở dưới đây này. Đấy, bên đây là 8 con. Bên đây 8 con nữa này. 16 sò than Senken 2 vít. Đấy, con này nữa ha. Rồi, em sẽ quay phía sau và sẽ báo giá cho các bác nắm. Đây các bác nhìn dưới này các bác thấy được sò này. Đấy, sò 2 vít là sò này này các bác này. Sò lớn này. Rồi, đây là phía sau của đẩy đây. Con số 1 này. Còn đẹp hết ha. Con này thì các bác cùng xem điện 100V này. Công suất là 1180W ha. Đấy, đây là cầu loa đây. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Rất là khỏe cho các bác chơi hai cặp 30. Đấy, mà các bác lưu ý giúp em là hai cặp của Nhật ha. Đẩy Nhật thì các bác chơi loa Nhật thì nó sẽ khỏe. Rồi, tiếp theo là con số 2 đây. Đây, con số 2 này các bác này. Đấy, phía sau còn đẹp hết ha. Rồi, và tiếp theo là con số 3. Em quay hết và sẽ báo giá cho các bác nắm. Đây là con số 3 này. Rồi, và cuối cùng là con số 4. Con số 4 thì nó bị cái tình trạng như vậy này các bác. Con này cũng khá là lâu rồi em cũng chưa bán được ha. Đấy, một đầu tiên nó bị mẻ một miếng nhựa ở đây. Đấy, chỗ chạm loa này. Nhưng mà mình vẫn xài được ha. Đấy, cái số 2 là nó bị lai một cái cầu đường vào. Đấy, bình thường nó là 6 ly. Nhưng mà bên Nhật họ có độ lại là cái giắc AV. Đấy, bên này này. Đấy, các bác vào vẫn bình thường ha. Các bác cắm AV vẫn bình thường. Hoặc là các bác chơi Canon. Đấy, vẫn bình thường ha. Đấy, tình trạng là như vậy thôi. Rồi, vậy em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy. Cái con số 1 và số 2 ha. Số 1 và số 2 thì đồng giá là 5 triệu 4 em bao ship. Con số 1 và số 2, 5 triệu 4 bao ship. Còn con số 3 này thì nó bị dính keo các bác. Đấy, mặt nó dính keo ha. Sơ sơ đây nè. Đấy, con này thì là 4 triệu 8 ha.
4,8 triệu. Con này là em bao ship này. Còn cái con này thì mất quai, thiếu hai quai phía trước này và phía sau nó bị lai hai cái đường vào. Đấy, con này thanh lý cho các bác 3,5 triệu ha, 3,5 triệu con này. Đấy, thanh lý cho các bác 3,5 triệu là em bao ship này. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em này 0981 384842.